Quỳnh Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Và hiện tại là Quỳnh Đông đang ở ngoài một bãi biển nha quý vị. Nghe nói trước kia thầy Lâm Tuyền đã ẩn tu, chính xác là trong hang đá nha quý vị. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng Quỳnh Đông đi xuống những hang đá ở ngoài kia để xem thử nơi sư Lâm Tuyền đã ẩn tu ngoài hang đá này nha quý vị. Phía sau lưng của quý vị sau kia là hang đá, và bây giờ Quỳnh Đông xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo chân đi ra những hốc đá ngoài kia xem thử có còn vết tích gì của sư Lâm Tuyền đã từng ẩn cư nha quý vị. Quý vị có thấy rõ không? Hướng kia là hướng đi ra những cái ốc đá của đó đó, hang đá. Sư Lâm Tiền là một vị sư nhìn bề ngoài rất là đẹp trai nha quý vị, cao ráo, hiền, ít nói, thân thiện nha quý vị, hòa đồng với mọi người. Sư rất là đẹp trai nha quý vị. Đây là nói thiệt chứ không phải là nói chơi. Sư rất là đẹp trai. Gần tới hốc đá rồi. Những hang đá ở sau lưng. Đây. Đây nha quý vị. Quá trời cua luôn. Biển rộng mênh mông, hang đá nhiều quá vô kể, không biết sư ở nơi đâu mà tìm.
trời luôn. Vẫn chưa thấy những cái gì ở đây, rất nhiều hốc đá. Vẫn chưa thấy. Và bây giờ tiếp tục thôi. Wow.